Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch. Hôm nay Tuấn sẽ review cái ke cân bằng thế hệ mới cho anh em xem nha. Coi nó có ok hơn cái ke cũ không nha anh em. Thì Tuấn đang dùng cái ke cân bằng này á, và Tuấn đã chim cái ron 2 ly nha anh em. Thì anh em gỡ ra nó mới dễ nha. Đây là công đoạn Tuấn đang ốp keo nha anh em. Ốp keo đây là khoảng cỡ là 2 tiếng rưỡi. Bây giờ Tuấn tháo ra và Tuấn sẽ đánh giá cho anh em xem cái ke này có hiệu quả hay không nha. Đây là Tuấn đang lấy cái sản phẩm mẫu về, Tuấn test thử rồi bắt đầu Tuấn sẽ nhập hàng. Nếu mà được Tuấn sẽ nhập hàng, còn không được thì Tuấn sẽ nói anh em nha. Thì cái ke này nó có ưu điểm và nhược điểm nha anh em. Cái ưu điểm của nó chỉ cần anh em để vô cái anh em xây ngang qua, anh em bẻ xuống cái thì nó sẽ, cái thao tác của nó sẽ gọn lẹ hơn, dễ dàng sử dụng hơn. Nó chỉ được cái nhược điểm đó thôi, ưu điểm đó thôi, còn cái nhược điểm của nó rất là nhiều nha anh em. Đây thì á, cái này á, nếu mà gạch này á, gạch có 9 ly à, chưa được một phần mà nó đã sát rồi nha anh em. Nếu mà gạch nó dày hơn á thì thằng ke này làm không được nha, tại vì cái kim của nó quá ngắn nha anh em. Gạch khoảng 1/2 là cái ke này làm không được nha. Đây cái viên gạch này hơn 9 ly nha anh em, thì ke này nó sát luôn rồi. Thằng ke này nó cũng, cái kim nó cũng là 1/2 nha anh em. Còn thêm cái nhược điểm của nó nữa là nó sẽ bẻ xuống anh em. Nó bẻ xuống nó sẽ bị yếu. Đây, nó bẻ xuống vậy nó sẽ bị yếu nha anh em. Nếu mà rút những cái viên chớp nặng á, rút cái thằng này Tuấn thấy là nó không ok được. Không ok được nha anh em. Cái độ siết của nó không bằng cái thằng cũ nha. Rồi Tuấn sẽ thi công thực tế, Tuấn làm cho anh em xem luôn nha. Đây Tuấn sẽ nhét cái ron 2 ly dấu cộng vô nha. Bắt đầu Tuấn sẽ chim cái ke cân bằng của nó vô nha anh em. Thì chỉ cần đút qua cái anh em xây thôi, rồi anh em gạt lên. Thì cái lực của nó Tuấn thấy rất là yếu nha anh em, nó không được mạnh nha. Nếu mà cái này mà chớp nặng á, chớp mà nặng mà nó cứng á, cái thằng ke này rút không nổi nha anh em. Rút không nổi. Chủ yếu cái này làm mà nó chớp vừa vừa thì anh em làm thì nó được. Và khi anh em làm, anh em để cái ke này vô á, thì nó sẽ giữ cái viên gạch của mình, nó sẽ không có bị giật thì ok. Còn mà rút cái độ siết mà nó mạnh á, thì thằng này nó không mạnh được nha anh em. Không mạnh được. Đây Tuấn sẽ làm cái viên này cho nó chớp thử, Tuấn rút cho anh em xem nha. Anh em thấy không? Nó vừa sát luôn nè, anh em thấy không? Nó vừa sát, nó hở có một xíu à. Hay gạch mà gạch nó to hơn một phân hơn á thì thằng ke này thua. Đây cái độ rút lên của nó rất là yếu anh em, bẻ có nhiều khi gãy không nha, bẻ mạnh luôn. Chớp vừa vừa thì chắc ok. Thì anh em làm chắc thì được. Rồi đây Tuấn sẽ làm thêm một viên cho nó chớp nữa, coi nó sẽ như thế nào nha anh em. Đây bắt đầu Tuấn sẽ cho nó chớp nha. Nó bên chớp nha. Rồi bắt đầu Tuấn sẽ đút vô rồi. Bây giờ siết lại. Nó vẫn ok nha anh em. Nó chớp vừa vừa thì anh em làm nó rất là ok. Còn mà cái độ siết của nó mà siết mạnh á thì Tuấn nghĩ nó làm không được. Thì nếu mà chớp vừa vừa thì anh em xài cái thằng này cũng được. Thì cái thằng này nó cải tiến, nó không bằng cái thằng cũ. Nói chung là nó, cái độ siết nó bằng thằng cũ thôi. Mà nó sẽ mắc hơn nha anh em, cái ke này nó sẽ mắc hơn rất là nhiều. Rồi Tuấn sẽ ốp hết cái hộp kỹ thuật này, rồi Tuấn sẽ rút ke cân bằng cho anh em xem nha. Thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng máng kéo răng cưa, bay răng cưa, bàn đẩy gạch hiệu Ryobi, máy laser, ke cân bằng, con đồi gạch, thước đo lỗ khoan ống nước, thì anh em cứ liên hệ số điện thoại đứng trên màn hình bên Tuấn nha. Máy rung gạch luôn nha. 0377007661, bên Tuấn ship toàn quốc nha anh em. Thì cái này Tuấn sẽ nói bên hãng làm, nếu mà cái kim nó được dài hơn một xíu và cái độ siết của nó sẽ làm dày hơn, như thế nào anh em dễ rút á, rút được những cái viên nặng á, thì Tuấn sẽ nhập hàng về nha. Còn như thế này Tuấn sẽ không có nhập hàng nha anh em. Thứ nhất là nó, cái hiệu quả của nó cũng thua cái thằng cũ. Thứ hai là cái giá thành của nó sẽ cao hơn 50-60 ngàn.
mà làm không hiệu quả như cái thằng cũ nữa thì tôi sẽ không có nhập nha anh em. Đang đá.
Để đó gửi cho anh.